Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội Xuân với chủ đề Xuân Hy Vọng do Giáo hội Đức Mẹ La Vang tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật 4 và 5 Tây Tháng Giêng 2020 tại thành phố Chantilly, Virginia. Chúng con cùng với cha Tạc Trách, Phó Quốc Luân, cùng với toàn thể quý ông bà và anh chị em, nhân ngày đầu năm mới 2020, năm Canh Tý, chúng ta cùng họp mặt nhau nơi đây để mừng cùng với lại giáo hội La Vang trong chủ đề Xuân Hy Vọng. Lộc biết mai vàng xuân hạnh phúc, đời vui sức khỏe Tết an khang là hai câu thơ trên những cái vé vào cửa của hội Tết Xuân Hy Vọng. Xuân Canh Tý 2020 của Giáo hội Đức Mẹ La Vang trong hai ngày hội chợ Tết 4 và 5 tháng Giêng tại Dallas Expo Center, thành phố Chantilly, Virginia. 10 giờ sáng, ngày thứ Bảy, lễ gia tiên, lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm đã bắt đầu cho hội chợ Xuân với những phần văn nghệ, biểu diễn thời trang cùng với 8 ca sĩ, 1 MC từ California và ban nhạc The Red Sun thật hấp dẫn, giữ chân mọi người tới 11 giờ đêm ngày thứ Bảy và 10 giờ đêm ngày Chủ nhật. Sáng Chủ nhật 9:30 sáng, Đức Giám mục của Arlington Bishop Michael Burbidge đã đến làm lễ. May mắn là thời tiết, tuy trời mưa, riêng ngày thứ Bảy cũng gần hơn 3.000 người đến tham dự. Ngày Chủ nhật, tuy thời tiết lạnh hơn, nhưng sau 6 giờ, rất nhiều người phải đứng ngoài cơn lạnh cả hơn 1 giờ đồng hồ để mới được vào vì trong hội trường đã vượt quá hơn con số người. Tổng cộng trong 2 ngày, hơn 7.000 người đến tham dự hội chợ Xuân. Với hơn 15 gian hàng bán đồ ăn, nước uống, được biết tất cả các gian hàng từ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam và giáo hội Đức Mẹ La Vang, các hội đoàn đều tặng lại 100% số tiền trong 4 năm qua. Khoảng 200 thiện nguyện viên đã đến vào chiều thứ Sáu để bày biện sắp xếp mọi thứ và phải dọn dẹp hoàn tất trả lại nơi mướn trước 1 giờ sáng ngày thứ Hai. Chúng tôi là đặc trách của giáo hội, chưa phải là giáo xứ nhưng mà là giáo hội Đức Mẹ La Vang. Thì trong những năm qua chúng tôi đều đã tổ chức hội chợ Tết, lần này là lần thứ năm giáo hội tổ chức hội chợ Tết. Thì nó có những cái khó khăn, giống như là chúng ta biết một cái chương trình như vậy rất là quy mô, phải làm hợp đồng, phải lập hợp đồng với chỗ mướn, hợp đồng hồng với các ca sĩ, rồi phải quy tụ các anh chị em lại để mà chuẩn bị cả mấy tháng trước khi mà họ làm. Có những anh chị khi mà làm xong họ về họ bị bệnh, nhưng mà cái đó là tại vì cái lòng tốt của họ, họ bỏ công bỏ sức ra để mà giúp cho cái chương trình như vậy. Thì thành ra nó có cái cực của nó, nhưng mà nó cũng có cái vui. Vui là tại vì thấy có những người bảo trợ, có những người họ sẵn sàng, họ bỏ công bỏ sức ra để mà trợ giúp cho cái ban tổ chức. Thành ra cái đó nó cũng có là cái điều mà khích lệ cho chúng tôi. Kính thưa cha, về vấn đề mà mua một miếng đất hay là mua một cái nhà thờ đã có sẵn cho giáo hội Đức Mẹ La Vang, nó tiến trình nó như thế nào thưa cha? Nó lại thuộc vô cái sự quyết định của giáo phận, hay là nói nôm na là của tòa giám mục. Tòa giám mục họ có một cái ekip, họ nghiên cứu về vấn đề đất đai, về vấn đề tài chính, về vấn đề pháp luật đó. Thì thành ra có cái ekip đó, và rồi cuối cùng Đức Giám mục là người mà cuối cùng sẽ quyết định có mua hay không dựa trên những cái nghiên cứu của những cái ban của tòa giám mục. Thì thành ra cái quyết định cuối cùng nó vẫn là của tòa giám mục. Chúng ta có thể đưa lên những ý kiến này ý kiến kia và họ sẽ chấp nhận, họ sẽ từ chối. Thì hiện thời tòa giám mục họ đang nghiên cứu một cái miếng đất ở cách đây ở Chantilly này, cách nhà thờ hiện thời chỉ có 10 phút thôi, không quá 10 phút. Thì miếng đất đó nó 30 acres mà cái giá nó rất là phải chăng. Thành ra giáo phận đang nhắm tới cái đất đó, đang nghiên cứu cái đất đó.
và giáo phận nói là giáo phận sẽ mua cái đất đó, nhưng mà giáo phận sẽ cho giáo họ một thời gian để mà gây quỹ. Nếu như mà giáo họ có được một số tiền khá khá thì có thể là giáo phận sẽ nhường lại cái đất đó cho giáo họ. Nói chung đó là có một cái cơ hội, giáo phận mở cửa một cái cơ hội cho giáo họ. Cái lệ thuộc là giáo họ có đủ khả năng để mà đảm nhận cái cơ hội đó không, để mà lãnh cái cơ nhồi đó không. Thì nếu như mà chúng ta có khả năng thì giáo phận sẽ sẵn sàng nhường cho chúng ta, còn nếu không thì giáo phận sẽ dùng cái miếng đất đó theo những cái chương trình của giáo phận. Kính chúc quý vị, trong 2 năm liên tiếp gia đình anh Nguyễn Hữu Anh đã tặng cho giáo họ Đức Mẹ La Vang một số tiền khá lớn. Xin anh chia sẻ với khán giả tại sao mà anh tặng một số tiền như vậy và nguyện vọng của anh như thế nào? Chúng tôi là thành phần trong giáo họ Đức Mẹ La Vang, mà chúng tôi muốn cái giáo họ này có một cái nơi chốn để thờ phượng Thiên Chúa và một nơi chốn cho các em sinh hoạt, không phải lệ thuộc vào giống như là đi mướn ngay bây giờ, nó không có thuận tiện. Mỗi năm theo thống kê thì giáo họ được khoảng 100, trên dưới 150.000. Vì cái đây là một kỳ thứ nhất, cái mục đích cái festival này là dịp coi như là một cái truyền thống không chỉ cho giáo họ, không chỉ cho giáo xứ mà cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Virginia, Maryland và Washington. Tổ chức được 4 năm mà lần nào cũng khá đông. Tôi là trưởng ban vé số cho hội chợ Tết năm nay, và xin năm nay cho biết là chúng tôi sổ 2 chiếc xe. Cái lý do là tại vì chúng tôi muốn nhiều cơ hội để cho mọi người thắng. Tại vì có một chiếc xe thì chỉ có một người thắng, nhưng mà có 2 chiếc xe thì có sẽ cơ hội cho 2 người thắng. Mà đêm đầu tiên đó, nếu mà không thắng thì không cơ hội để thắng ngày hôm sau nữa. Cho nên chúng tôi có 2 chiếc xe năm nay. Và chúng tôi hy vọng là bán được ít nhất là 5.000 vé để cho mới đủ cho cái chi phí cho 2 chiếc xe đó. Đây là lần đầu tiên em đến đây để dự Tết xuân. Thì không khí ở đây rất là vui nhộn và có những tiết mục rất là thú vị và hấp dẫn. Có những gian hàng, đồ ăn rất là ngon và có nhiều ca sĩ hát rất là hay. Đặc biệt là có MC Việt Thảo đã làm cho cái bầu không khí rất là sôi động. Cũng lâu rồi cũng không đến đây hát, mà được đến đây hát được khán giả hưởng ứng một cách rất nồng nhiệt như vậy thì em thấy cảm thấy rất là vui. Và sẵn dịp trước thềm năm mới là một tiếng xin chúc quý vị và các bạn, các anh chị em khán giả của tiếng khắp nơi, một năm mới được an khang thịnh vượng, được hành thông, sức khỏe dồi dào và thật nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hội chợ Tết Xuân Hy Vọng được tổ chức tại thành phố Centerly, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một năm mới an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.